Cảnh sát biển hôm qua đã cứu sống một cháu bé 3 tuổi cùng với 5 thuyền viên trên một tàu cá bị chìm ở vùng biển Côn Đảo. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm, cách Côn Đảo khoảng 18 hải lý. Tàu cá đang chở khoảng 3.000 cây nước đá từ Sóc Trăng. Sau hơn 2 tiếng lực lượng cứu hộ, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã kịp thời đưa 6 người này lên tàu và tiến hành các phương án để cứu nạn bơm hút nước trên tàu cá. Tuy nhiên do nước vào đã quá nhiều nên sau đó tàu đã bị chìm. Toàn bộ thuyền viên sau đó đã được bàn giao cho đồn biên phòng Côn Đảo trong tình trạng sức khỏe bình thường.